Người đã quay trở lại với fanpage của Lê Phạm Thế Vũ. Hôm nay Vũ sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tập té xoay khi mà mình giữ cái động tác handstand. Thì khi mà handstand á, đương nhiên là nó là cái động tác giữ thăng bằng, nên là cái chuyện mà mình sẽ ngã hay là mình mất thăng bằng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà khi mà ngã thì mình phải tìm cách ngã như thế nào mà để cho nó an toàn nhất có thể, chứ không phải ngã cái đùng cái để mà cho nguyên cái lưng cái mông mình nó đập xuống thì rất là nguy hiểm cho cái phần cột sống, đốt sống của mình đó. Thì cái cách té mà dễ nhất và đơn giản nhất và an toàn nhất luôn để khi mà mình tập handstand mà mình mất thăng bằng mình té đó là cách té xoay. Nó thì té xoay như thế nào bây giờ Vũ sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Thì cái cách té xoay đó thì nó cũng đơn giản thôi. Cái kỹ thuật nó sẽ là như thế này nhé. Bây giờ lúc mà mình handstand lên đúng không? Mình handstand lên. Ví dụ như cái người mình nó bị đổ về trước đi, nó bị đổ về trước thì mình sẽ dùng cái động tác xoay đó. Đó, mình đổ về trước. Rồi. Mình sẽ không để nó bị đập thẳng xuống luôn. Đương nhiên đập thẳng xuống là không ai muốn rồi, tại vì rất là đau mà nhiều khi còn chấn thương nữa. Đó. Nên là đang chồng thẳng vậy đúng không? Mà mất thăng bằng thì cách nào bây giờ? Bây giờ bên nào là bên thuận của mình á, bên nào mà là bên thuận của mình thì mình sẽ xoay bên đó. Ok, ví dụ như bên thuận của Vũ là bên phải đi, thì bây giờ Vũ sẽ xoay bên phải. Mà muốn xoay thì Vũ sẽ bỏ tay phải ra đúng không? Vũ sẽ bỏ tay phải ra một cái. Rồi cái chân mình giữ thẳng nha. Cái chân mình giữ thẳng. Đó, mình sẽ xoay qua bên kia. Nè. Chân giữ nè, chồng lên mất thăng bằng, bỏ một tay thuận ra. Rồi. Chân phải của mình móc qua bên kia, xoay theo là như vậy. Rồi xoay theo. Đó. Đó là cái kỹ thuật nó như là như vậy. Vũ sẽ biểu diễn thêm một lần nữa. Đó, cái kỹ thuật nó là như vậy. Mình cứ nhớ là thuận bên nào bỏ tay ra, ví dụ như thuận bên phải bỏ tay phải ra, rồi hất cái chân phải qua trước. Hất cái chân phải là hất dứt khoát thôi nha, hất cái chân phải qua mà thẳng chân. Rồi chân phải đáp xuống cái chân mà mình đá qua là mình sẽ đáp xuống trước. Rồi chân kia đáp sau là an toàn, là xong, là mình đứng được luôn. Nhưng mà nhớ chân mình phải thẳng ra, chân mình mà co lại là mình sẽ té liền đó. À, cái lúc mà mình xoay á, mình phải xoay dứt khoát vô, xoay dứt khoát luôn. Cái lúc mà mình bỏ tay ra rồi mình cứ giữ thẳng chân như vậy thì tự động cái người mình nó đang mất thăng bằng nó sẽ tự động nó sẽ xoay, miễn là mình cứ bỏ tay phải ra thôi. Còn nếu mà mình giữ cái tay phải đó mà mình không có xoay đó mà mình chống lại thì sẽ ảnh hưởng đến cổ tay, tại vì cái lực nó đang đổ về trước mà, thì mình phải bỏ một tay ra thì nó sẽ còn lại một tay, nó sẽ còn lại một cái trục đó. Mình đang có hai cái đế này đúng không? Bây giờ mình bỏ ra thì nó còn lại một trục thì nó mới xoay được. Bây giờ mình giữ vậy, sau mà nó sẽ xoay nữa. Mà mình giữ lại vậy, cái lực nó ép thêm cái là mình gãy cái cổ tay mình luôn. Đó. Nên chỉ cần thuận bên nào xoay bên đó, bỏ cái tay đó ra là tự động cái người mình nó đổ là nó còn một trục là nó sẽ tự động nó xoay. Và lúc mà xoay nhớ thẳng cái chân ra không có co gối lại, thẳng cái chân ra là nó qua rất là đều, nó qua rất là nhẹ. Chứ mình mà co gối lại á, nó sẽ bị trùng xuống, cái trọng lực trái đất nó dồn xuống nữa là mình sẽ té luôn, co gối xuống là té luôn đó. Thẳng cái chân ra bỏ một tay ra, xoay đều một cái là tự động sẽ đáp xuống an toàn nhẹ nhàng đó, là mình sẽ đứng được không có gì hết đó. Thì mọi người cứ tập cái động tác này nhiều vào, lúc đầu sợ thì mình làm trên nệm cũng được, hoặc là mình nhờ có người đỡ mình á, đỡ đó, rồi mình cứ bỏ tay ra rồi mình xoay, mà nhớ là xoay dứt khoát vô chứ không phải xoay giữ lại một tay. Giữ lại một tay lực mình chưa có chịu nổi, rồi mình chưa có đứng một tay được đâu mà mình giữ để làm cái gì đó. Nhớ bỏ ra là xoay liền luôn, thẳng cái chân ra là đáp đất an toàn đó. Rồi thì mọi người ráng luyện tập nhiều vào cái này, sau này khi mình quen động tác chuối rồi á, mình giữ mà nó mất thăng bằng thì mình cũng té
nó an toàn thôi, chứ không phải là té để mà cái lưng mình nó đập xuống. Thì đây là cái cách đơn giản nhất. Thật ra còn một cái cách té nữa là mình sẽ lộn nhào, mà thôi cái đó thì để bữa khác Dũng hướng dẫn. Cái này là cái cơ bản nhất rồi, không phải tốn công, không phải tốn sức gì nhiều đâu, chỉ cần dùng cái kỹ thuật của mình thôi đó. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video cách té xoay cơ bản khi mà tập handstand trên fanpage Lê Phạm Thái Vũ. Thì chúc mọi người mau tiến bộ trong luyện tập và truyền cảm hứng tập hand balance thăng bằng tay lại cho người khác. Cảm ơn nhiều.